Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh YouTube Trần Hải Vua Pha Chế. Trong video này, Trần Hải sẽ gửi tặng các bạn một công thức rất là tuyệt vời, đúng có tên là hồng trà dưỡng nhan. Đây là một trong những loại đồ uống rất là bổ, đặc biệt là cho phái nữ. Và để làm được cái loại trà này, các bạn sẽ cần những nguyên liệu, một series nguyên liệu sau. Đầu tiên là các bạn sẽ có nước, đúng không? Các bạn có nước. Các bạn có thể sử dụng cái trà này uống cho một tách, một cái cốc khoảng độ 250 ml. Tuy nhiên là chúng ta có thể sử dụng bằng cái ấm như thế này. Với những ấm như này các bạn có phải đong là 350, 400 cho đến 500 ml. Từ 400 cho đến 500 ml nước. Tiếp theo đó là một series những nguyên liệu. Các bạn có hồng trà. Hồng trà hôm nay thì tôi sẽ sử dụng cái trà Dimat của Ceylon Gold. Đây là một trong những loại trà Anh Quốc rất là nổi tiếng, Ceylon các bạn nhé. Trà của Dimat nhưng mà vị là vị Ceylon. Chúng ta có hồng trà này, hoa cúc, táo đỏ, nụ hồng. Các bạn có kỷ tử, long nhãn. Các bạn ở đây tôi dùng thêm một chút, đây là mộc nhĩ, đây là người ta gọi là tuyết nhĩ các bạn nhé. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cả một chút đường phèn. Và dĩ nhiên các bạn có thể adding thêm một chút mật ong vào. Và đây là toàn bộ những nguyên liệu mà chúng ta có trong để làm cái loại đồ uống này. Chúng ta sẽ bắt đầu những bước đầu tiên các bạn làm luôn. Đầu tiên các bạn cho nước, chúng ta bật nước đun sôi. Chúng ta sẽ cho lần lượt từng nguyên liệu cứng vào trước, nguyên liệu mềm cho vào sau. Đặc biệt là mật ong và trà, chỉ khi tắt bếp các bạn mới cho vào thôi. Còn quá trình đun nấu các bạn không cho hai cái thứ này vào. Các bạn sẽ chuẩn bị thớt và chúng ta thái một phần của quả táo ra. Trà này chúng ta sẽ dùng 3 quả táo. Các bạn sẽ hai quả các bạn sẽ thái nhỏ. Còn lại một quả các bạn để nguyên. Ở đây tôi sẽ đã thái sẵn trước rồi các bạn nhé. Đây. Tôi chỉ lưu với các bạn là khi bạn thái táo đỏ này, các bạn thái nhỏ ra ấy, thì chúng ta thái theo hình tròn. Và nếu như mà các bạn mua được, có những trên thị trường có một số táo họ đã bán sẵn, đã cắt sẵn thành những hình tròn bánh xe như thế này. Tuy nhiên thì các bạn cũng không nên dùng loại đó, bởi vì dùng loại táo đó nó bị họ phơi quá kỹ, họ sấy quá kỹ, cái vị nó bay hết đi rồi. Còn quả táo nguyên này nó có còn mềm, cũng còn thơm và vẫn còn độ tươi của táo đó. Cho nên khuyên các bạn là không nên mua những cái loại táo mà đã cắt sấy sẵn hình tròn. Chúng ta nên mua những loại còn nguyên quả sau về chúng ta thái ra. Nếu các bạn ngại thái thì các bạn có thể bẻ ra, bẻ ngang ra để cho nó dễ và nhanh hơn. Đối với nguyên liệu các bạn cứ cho lần lượt từ những nguyên liệu cứng cho đến nguyên liệu mềm. Đầu tiên chúng ta sẽ cho nụ hồng các bạn nhé. Cái nụ hồng chúng ta phải cho trước bởi vì cái nụ hồng ấy, nó khô, nó nổi lên trên cao, nổi lành bành lên trên, các bạn cho nụ hồng trước. Các bạn chỉ cần cho một chút thôi, chúng ta cho độ 5 nụ hồng là được rồi. Đó. Xong khi sau cho nụ hồng xong, các bạn sẽ cho hoa cúc ạ. Rất là nhiều nguyên liệu nhưng mà cách làm cũng rất nhanh, chúng ta chỉ khoảng mất khoảng độ 3 phút để làm cái loại đồ uống này thôi. Các bạn khuấy nhẹ. Tiếp theo các bạn cho táo, cứ lần lượt các bạn cho hết nguyên liệu. Quả táo các bạn cũng thả luôn vào. Long nhãn các bạn cho khoảng độ từ 3 cho đến 5 long nhãn. Có những long nhãn nhỏ các bạn cho 5, còn có những long nhãn nó to các bạn cho 3 long nhãn là đủ. Đó. Ở đây tôi cho 5 cái long nhãn này. Và một chút kỷ tử. Kỷ tử các bạn cho một rúm khoảng độ 5 đến một rúm như thế này. Đó. Đó. Thank you.
Sau khi cho nguyên liệu hết rồi, chúng ta các bạn có thể đóng vung một chút. Chúng ta còn hai nguyên liệu nữa, đó là nấm tuyết nhĩ và nấm tuyết. Cuối cùng là chúng ta cho một chút đường. Chúng ta cho đường phèn các bạn. Ngoài đường phèn ra các bạn có thể sử dụng một chút đường, dùng đường vàng cũng được. Như vậy là tôi với các bạn, chúng ta vừa cho tất cả nguyên liệu vào trong xong. Và các bạn lưu ý về cái trình tự cho. Đầu tiên là các bạn cho nước, sau đó thì chúng ta cho những cái nguyên liệu khô. Nguyên liệu khó nhất, nó nổi bềnh bềnh ấy. Ví dụ như là hoa cúc với cả hoa hồng chúng ta cho vào trước. Sau đó cứ lần lượt các bạn cho long nhãn, cho kỷ tử, cho táo đỏ. Và cuối cùng là các bạn kết thúc bằng cái phần cho đường. Như thế là mọi nguyên liệu đã nằm trong song. Khi nguyên liệu đã nằm trong song rồi, các bạn có thể là đậy vung một chút. Chúng ta có thể đậy vung đun trong khoảng độ 1 phút thôi là chúng ta có thể tắt bếp, đúng không ạ? Sau khi tắt bếp xong, lúc đó các bạn mới cho mật ong và chúng ta cho trà vào sau cùng. Đó. Đối với cả trà hoa các bạn nhé, bình thường thì chúng ta không nên uống quá ngọt và cũng như là không nên uống ngọt. Chúng ta chỉ uống cái vị nó hơi, nó không quá lạc vị thôi, các bạn chỉ cho một chút đường thôi. Còn trường hợp mà khách uống ngọt thì khách sẽ yêu cầu xin thêm. Lúc đó thì chúng ta sẽ phục vụ thêm cho khách là mật ong hoặc là đường vàng các bạn nhé. Đến lúc này đây là trà của chúng ta đã được rồi. Các bạn chỉ cần tắt bếp, xong chúng ta cho mật ong. Và trà hôm nay thì mình sử dụng cái Ceylon, đó là trà Dimac, trà hồng trà Dimac, thương hiệu của Ceylon, Sri Lanka. Đối với cả trà bột thì các bạn cần một cái dụng cụ như thế này, dụng cụ lọc trà để các bạn cho vào trong, thả bên dưới. Còn đối với trà có tép thì các bạn không cần thiết phải sử dụng cái lọc trà như thế này. Chúng ta cho trực tiếp trà vào trong ấm, vào trong bình thủy tinh. Đây là một ly, đây là một ấm trà giữ nhan. Bởi chúng ta nói gọi ấm trà này giữ ngang nhan bởi vì trong cái nguyên liệu để làm ra loại trà này có rất là nhiều nguyên liệu, và mỗi cái nguyên liệu này có những công dụng khác nhau. Cụ thể đây tôi chỉ nói cho các bạn bốn nguyên liệu chính trong cái thành phần này, đó là hoa hồng. Hoa hồng thì có tác dụng làm đẹp da và cái tác dụng làm đẹp da và điều hòa khí huyết, cũng như là cái tác dụng của hoa cúc. Hoa cúc thì như các bạn biết này, có rất là nhiều công dụng giúp cho các bạn giảm stress này, làm cho các bạn dễ ngủ. Và đối với táo đỏ, các bạn cũng biết là cái công dụng của táo đỏ và kỷ tử giúp các bạn an thần, dễ ngủ và làm cho các bạn được khí huyết, các bạn bổ âm và tốt cho đường huyết. Nên là cái trà này khi mà các bạn uống thì nó phải nói thực sự là một loại trà rất là có lợi cho sức khỏe. Và như vậy là tôi với các bạn chúng ta vừa kết thúc cái quá trình làm trà hồng trà dưỡng nhan. Và trong cái cách pha chế cũng như là cái loại cái cách chúng ta phục vụ thì ngoài cái ấm trà như thế này, các bạn có thể cho thêm một ít nước ở dưới này, ở dưới cái bình này, và các bạn có thể đặt thêm một hai cái viên nến ở dưới để giúp cho cái trà của chúng ta nó giữ được nóng lâu hơn. Các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta phục vụ khách thì các bạn cần cho nến bên dưới. Cái nến này nó sẽ giúp cho chúng ta hai việc. Một là rất đẹp, lung linh và huyền ảo. Cái thứ hai, nó giúp cho cái ly đồ uống của mình nó được giữ nóng
Các bạn khi đã phục vụ cho khách nến như này, các bạn đừng có động vào cái mép này nhá, rất nóng các bạn nhá. Và đây là thành phẩm cuối cùng. Như vậy tôi và các bạn chúng ta vừa kết thúc xong cái quá trình làm một loại đồ uống cực kỳ nổi tiếng cho mùa đông và đặc biệt là cho phụ nữ, cho phái nữ, đúng không ạ? Và đồ uống có tên là hồng trà dưỡng nhan. Trong quá trình làm hồng trà dưỡng nhan, các bạn có bất cứ những cái gì khó khăn, đặc biệt là trong quá trình lựa chọn nguyên liệu, cách làm như thế nào, các bạn cứ liên hệ, chúng tôi sẽ là người hỗ trợ. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Một lần nữa cảm ơn các bạn, chúc bạn thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng.